Bé Bự thân chào các bạn. Như đã hứa với các bạn cũng khá lâu rồi, nhưng mà thời tiết thì không có cho phép. Cho tới hôm nay thì bé Bự nghe dự đoán thời tiết là ở Texas tuần này lên đến 110 độ. Cho nên bé Bự vào bếp để share với các bạn một cái món mắm tôm đu đủ nha. Các bạn thấy có hấp dẫn không nè? Tuy rằng ở đây mình không có tôm tươi thì mình làm tôm đông lạnh, nhưng mà cái thịt tôm nó rất là ngon nha các bạn. Rồi, bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Để làm mắm tép thì ở đây bé Bự có là 2 thau. Cái này là tôm mà không có đầu mà đã chẻ lưng rồi nha các bạn. Và với bé Bự có củ riềng nè. Cái này là gừng, mà gừng organic đó, thành thử ra nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Với ớt, với mía, rồi đường với nước mắm với rượu thôi, rượu nấu ăn đó các bạn. Thì tôm này là tôm đông đá, thì mình lấy từ trong cái freezer ra, thì mình cho nó vô một cái thau, mình cho vô chừng một muỗng canh muối, rồi xong mình chế nước vô cho nó xâm xấp, rồi cho nó tan đá. Khi mà nó tan đá rồi mình rửa lại 2-3 nước thì mình để cho nó ráo. Rồi bây giờ bé Bự sẽ cho nó vô trong cái hộp này. Rồi mình sẽ cho vô đây là nửa chén rượu. Để mình ngâm nó. Mình rửa nó lại các bạn thấy không? Đó, mình ngâm nó một hồi đi. Để mình tẩy cái mùi tôm đó các bạn. Mình để đây khoảng chừng 10-15 phút nha. Rồi mình sẽ đổ lại qua rổ để cho nó ráo. Mía này là bé Bự cắt để bé Bự làm chạo tôm đó. Rồi còn dư lại thì mình giữ ở đây. Thì cái củ riềng này nó hơi cứng nha các bạn. Mình xắt làm sao cũng được hết trơn á. Làm mắm tép là phải có riềng nha các bạn. Mình xắt riềng như vậy á, mình bỏ vô trong mắm thôi, mình lúc mình ngâm thôi. Chứ còn lúc mà mình trộn rồi á, thì mình sẽ vớt cái này ra mình bỏ. Và mình sẽ xắt cái riềng khác mình mới bỏ vô nha các bạn. Gừng này cũng vậy, mình xắt như vậy một chút không sao hết. Làm mắm tép thì có nhiều cách làm lắm, nhưng mà cái này là cách của bé Bự thôi, các bạn làm theo thử coi nha. Rồi cái ớt này mình lật cái cuốn nó đi. Rồi cái gừng với cái riềng này nhiều ít là cũng tùy mình thôi. Rồi bây giờ bé Bự sẽ trộn cái này lại ha. Rồi xong rồi mình đổ ra rổ cho nó ráo. Đó. Mình để đây. Bây giờ là bé Bự sẽ luộc. 2 thau tôm thì bé Bự sẽ dùng 2 chén nước mắm và 2 chén đường. Đây. 1 chén nước mắm là 2 chén nước mắm. Các bạn yêu cầu bé Bự cũng lâu lắm rồi, nhưng mà yêu cầu lúc đó là hết cái mùa nắng rồi, thành thử ra đó làm nó không có nắng tốt đó, thành ra cũng không có good nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quậy cho nó tan. Mình phải dùng cái hũ mà nó bằng glass này, miễn chay này nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một chút xíu rượu vô. Cái hũ này rất là sạch, nhưng mà mình cũng tráng rượu nó đi. Rồi mình đổ qua đây, xong mình cũng tráng cái này, xong rồi mình đổ bỏ nha. Rồi bây giờ đó mình sẽ cho cái tôm này vô đây. Rồi mình sẽ cho cái này vô đây. Cho hết cái này vô rồi mình trộn nó lại. Dễ lắm các bạn. Không có gì khó, nhưng mà chỉ có cái là nắng thôi. Với lại mình làm mình phải có rượu để mà mình khử mới ngon. Đó. Rồi mình sắp cho nó đều nè ha. Xong rồi á, mình mới hốt mình bỏ vô trong cái hũ này. Rồi như vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ á, thì mình cắt cái mía để mà mình gài nha các bạn. Cho mắm nó nằm xuống dưới. Đó, mấy cái khúc còn dư này mình cũng liện vô đây cũng được. Dạ.
Rồi các bạn thấy không, mình gài mía như vậy á. Rồi bây giờ đó thì mình sẽ quậy nước mắm này rồi mình gài vô thôi. Cái bữa cũng có cần nấu nữa, quậy cho nó tan thôi. Khi mà đường nó tan hết rồi á thì mình sẽ chế vô trong cái tôm này. Đó, mình cho nó ngập hết vậy nha các bạn. Cái nước mắm này còn lại thì mình cất ở đây để mà mình ngâm đu đủ. Rồi bây giờ đó thì mình sẽ dùng cái plastic này mình đậy lên trên cái miệng hũ. Đó, mình cho nó qua khỏi cái ngấn này luôn nha các bạn. Cái đó là ở trên cái phần mặt thôi. Bây giờ mình sẽ phủ cho nó tới ở dưới này luôn nha các bạn. Đó, rồi mình sẽ cột liền cái sợi thun lại rồi mình đem đi phơi thôi. Nếu mà nắng như bây giờ đó là 110 độ á thì chừng bé Bự nghĩ là chừng 2 nắng thôi là được rồi, là tôm nó đã chín rồi. Mình thêm một cái lớp ở ngoài nữa nha. Nhưng mà trời nắng quá cũng không có ruồi rậm lắm đâu, nhưng mà mình kỹ thôi các bạn biết không nha. Rồi bây giờ là bé Bự đi phơi nha, hẹn các bạn 3 ngày nha. Trong thời gian mình đi phơi mắm tép á thì mình sẽ bào đu đủ với cà rốt. Và cái nước mắm hôm đó mà mình ngâm tép á, còn lại đó thì mình để đây ha. Rồi mình sẽ ngâm với đu đủ. Bây giờ thì bé Bự sẽ bào đu đủ với lại cà rốt nha. Thì bé Bự dùng cái bàn bào này đây cho nó dễ. Và mình chỉ bào vậy thôi. Bào cái này thì cái sợi nó vừa ăn thôi, nó không có lớn nha các bạn. Thì rất là vừa ăn mà cũng dễ bào nữa. Mình sẽ bào đu đủ. Nếu các bạn muốn ăn cộng đu đủ to thì các bạn mua cái bằng cái bào này nó cái lỗ to, còn mà bé Bự thích ăn nhỏ thì bé Bự bào bằng con bào này nó cái lỗ nó nhỏ. Dạ. Rồi thì mình bào được bao nhiêu đu đủ đây? Rồi mình sẽ trộn với cà rốt này. Mình đem rửa một nước hay 2 nước thôi. Rồi khi mình rửa xong rồi thì mình dắt cho nó ráo, mình bỏ vô trong này rồi mình ngâm nước mắm. Đó, rồi bây giờ mình chế nước mắm này vô đây ngâm. Mình ngâm ở đây xong rồi á, mình sẽ bọc nó lại và mình sẽ đem cất vô trong cái tủ lạnh nha các bạn. Rồi khi mà mắm tép mà nó đã chín rồi á thì mình sẽ trộn mắm. Đó. Rồi mình đem cất vô trong tủ lạnh. Rồi sau 3 ngày á, với cái nắng là 110 độ thì bé Bự sẽ có cái hũ mắm tép như thế này đây. Và mình cũng có cái đu đủ mình đã ngâm nước mắm luôn rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình sẽ trộn một ít để mình ăn nha. Để trộn mắm tép á, mình có gừng. Gừng này là gừng organic, nó nhỏ. Còn cái gừng này là gừng non. Còn cái này là củ riềng, tỏi với ớt. Rồi bây giờ là mình tiến hành mình sắc nha. Trước tiên mình sắc hành, sắc gừng trước nha. Bây giờ là mình phải sắc cái sợi nó thật là nhỏ, nhỏ như cái cọng đu đủ vậy đó. Dạ, yeah, thì nó mới ngon. Mình sắc miếng xong rồi mình sắc sợi lại. Đây các bạn thấy không? Sợi, sắc sợi thật là nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ sắc củ riềng nha.
mình sắc thiệt là mỏng, rồi mình cũng xả lại thiệt là nhỏ luôn. Cái chuyện này mình đừng có sắc bự, đừng có sắc bự như hồi kỳ mà trộn với tôm mình đi phơi nắng đó nha các bạn. Thì đây mình sắc phải thiệt là mỏng, rồi mình xả lại sợi nhỏ. Rồi bây giờ là tới ớt. Ớt này thì nếu các bạn cay thì mình dùng ớt gia la bí nhồi nha. Còn cái này là bé bữa dùng là sweet pepper. Mình sắc sợi như vậy luôn. Rồi bây giờ tỏi này thì mình lấy cái bàn bào này mình bào cho nó lẻ mà nó đều nữa. Cái riềng á thì mình thích thì mình bỏ, còn không á thì không có sao. Nhưng mà trộn á mình phải có gừng, có ớt với có tỏi thì nó mới ngon. Nhiều ít thì cũng tùy mình thôi nha các bạn. Rồi, vậy là xong rồi đó. Cái bữa thấy bao nhiêu đầy đủ rồi. Rồi bây giờ đó mình sẽ cắt cái nước mắm này ra rồi mình bỏ nha các bạn. Nếu mà mình muốn làm mà kỹ bé bự trộn mắm như vậy có thể như là ăn 6 tháng. Còn cái mắm tép này thì mình ăn tới đâu mình muốn ăn bao nhiêu thì mình trộn tới đó. Mình cứ ngâm đu đủ rồi mình trộn thôi. Mình chỉ dắt sơ nó vậy thôi. Giờ mình cho cái đu đủ nó qua bên này. Đó. Mình đừng có tiếc nha các bạn. Mình lấy cái nước này á, thì mình để cái mắm trộn của mình á, không có lâu. Đó. Hôm qua thì bé Bự lấy vô bé Bự lột mấy cái lớp ngoài ra rồi. Nếu như mình ăn tới đâu mình trộn tới đó thì các bạn cứ cất nó vô trong tủ lạnh thôi. Cái này á bé Bự để cả năm luôn á. Một năm bé Bự chỉ một lần thôi. Dạ, năm làm lần thôi, mùa hè làm. Bé Bự cột cái sợi thun mà nó bị ruột rồi thành ra cột lại cái sợi dây dài. Bây giờ thì mình sẽ gấp mía ra. Ớt này các bạn muốn bỏ vô đây cũng được, hay là muốn bỏ cũng được nha. Ăn cũng rất là ngon nhưng mà nhiều ớt này cay lắm. Gừng với củ riềng là mình bỏ. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái muỗng mình múc. Đó. Bé Bự trộn phân nửa thôi. Các bạn thấy tôm ngon không? Tôm đỏ ao luôn. Tôm này á, tại vì á, là tôm quao cho nên á, tôm quao thường thường á, cái vỏ nó cũng hơi ửng ửng. Đó. Mình trộn phân nửa thôi. Thường thường á em của bé Bự cho nó chỉ thích ăn đu đủ chứ nó không có thích ăn tôm. Rồi thì mình sẽ gấp mấy cái củ riềng này với gừng ra nha các bạn. Để cái này ăn là gãy răng á. Gừng organic thì rất là ngon, nó rất là thơm nhưng mà điều nó cay mà nó cay hỗn lắm. Nó còn cái gừng thường thì nó cay đầm thôi. Nó không có cay nhiều. Nhưng mà cái này mình cũng gấp ra hết luôn, mình bỏ hết luôn. Mình trộn cái gừng mới. Các bạn thấy con tôm nó chín không? Không biết các bạn thấy không? Đó. Nha. Yeah. Bảo đảm nha các bạn. Rồi bé Bự thấy mình trộn bao nhiêu mà tép đây nhiêu đây là đủ rồi. Mình chỉ giữ mấy trái ớt này lại thôi. Bây giờ là mình sẽ cho nè. Mình sẽ cho tỏi vô. Tỏi riềng vô. Rồi cho ớt vô, cho gừng vô luôn. Gừng thì cái này bé Bự sắc chắc ta thấy nó hơi nhiều. Để coi coi sao nha.
Cái này không có phân lượng gì nha các bạn, tùy theo mình thôi, mình muốn bỏ nhiều thì mình bỏ nhiều thôi. Thêm chút gừng organic vô. À, bây giờ là mình sẽ trộn lại. Trộn như vậy là mình ăn liền luôn được rồi nha các bạn. Mình luộc thịt nha, rồi mình luộc bún nha, rồi rau sống nha, là tuyệt vời. Mình có một bữa cơm mà đạm bạc đó nha các bạn. Đạm bạc nhưng mà rất là bát cơm. Cái này mình ăn cơm cũng được, mình ăn bún cũng được. Em vẫn nghĩ gần nhiêu đây đủ. Thường thường á, ăn cái này thì người ta thích ăn là ăn cái đu đủ thôi. Các bạn thấy tô mắm tép của mình có hấp dẫn không nè? Đó, rất là ngon nha. Rồi mình trộn cái này mà mình trộn đều là được rồi, là coi như xong rồi. Rồi cái lấy một cái hũ mình dồn vô, mình cho vô một cái hũ rồi mình để mình ăn dần thôi. Hôm nay thì bé Bự, tại vì cái video này nó cũng quá dài đi, bé Bự chỉ làm cho tới đây thôi nha. Tới để mà mình có cái dĩa mắm tép á, để rồi mình luộc thịt, luộc bún rồi mình ăn rau thôi nha. Các bạn thấy nước nó như vậy nhưng mà khi mình nhận vô là nó đâu nó cũng vô đó hết à. Nếu mà có thiếu thì mình lấy thêm chút nước ở đây nha. Đó. Ở chỗ các bạn mà nếu không có nắng nhiều thì mình phơi chừng 5-6 nắng. Phơi mà khi thấy mà cái thịt của con tôm mà nó cứng lại như vậy nè. Thì là được nha các bạn. Ở đây thì chỉ có tôm này thôi, chứ còn như hồi đó, ở hồi lúc mà bé Bự còn nhỏ đó, ở với bà nội, bà nội làm mắm tép á, bằng cái con tôm mà nó còn nhảy đông đỏng á nha, rất là ngon nha các bạn. Ngon lắm đó. Sao các bạn thấy dĩa mắm tôm đu đủ của bé Bự có hấp dẫn không nè? Rất là ngon đó nha các bạn. Tuy rằng ở bên này á, mình không có đường chọn, mình chỉ làm tôm đông lạnh thôi. Các bạn thấy cái thịt tôm nó rất là ngon. Tôm này nó giòn mà nó ngon lắm nha các bạn. Ngày xưa thì ở Việt Nam thì bé Bự thấy bà nội làm mắm tôm thì bà nội mua con tôm về nó còn nhảy lóc chóc luôn. Nhưng mà ở bên này thì mình không có bao giờ tìm thấy con tôm đó đâu. Thì thôi thì có gì thì mình làm cái đó nha các bạn. Nhưng mà bé Bự bảo đảm cũng rất là ngon. Cái này mình sẽ luộc một miếng ba rọi và mình sẽ làm bún tươi bé Bự mới share đó. Hay là mình luộc một gói bún rồi rau sống xà lách nữa nha. Thì tuyệt vời nha các bạn. Coi như là những ngày mà mình ớn thịt, ớn cá thì mình sẽ ăn mắm tôm đu đủ với bún. Rất là ngon. Rồi, bây giờ bé Bự mời các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào.